Nhìn thấy tiền trong phim. Cho tôi qua. Nhìn thấy tiền ngoài đời. Mỗi khi xin tiền mua đồ mới. Bố ơi, sắp Tết rồi, bố mua cho con đôi dép mới đi. Ui dồi ôi, năm ngoái mày mua đầy rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó chật hết rồi bố ạ. Chật thì lấy của tao mà mang. Mà tao thấy mày còn gầy hơn năm ngoái. Tết nhất phải có một đôi dép mới mặc diện chứ bố. Thôi rồi, ra xin mẹ mày. Yeah, yeah. Mẹ ơi, cho con tiền mua đôi dép mới. Xin bố mày ấy. Bà nói cái gì? Bà cầm hết tiền của tôi còn đâu? Ông quá tồi đấy à? Giỏi. Bà cầm hết tiền của tôi còn gì nữa? Ai là chủ cái nhà này hả? Nhà này không có nóc hả? Không có nóc đi gì hết. Mà cái thằng này mày nói ra thế nhở? Định nghĩa Tết vui. Thôi. Cầm lấy. Cháu không lấy mà. Tao cất đi nhá. Này mới đúng. Xin mời anh. Vâng. Khi mẹ đi chợ. Em ơi, cái này bán thế nào đây? Giết người 40, giết người 20 chị ạ. Gì mà 25? Giết người à? Năm nào cái này thù hết. Trời, sắp tối rồi, em bán chị 20.000 mà chị bảo đắt là đắt thế nào? Chị thử như bán khác, chị có bán cái giá đấy không? Từ từ chị ơi. Thôi em bán chị 5.000 được chưa? Còn 3.000 thôi, bán chị bán, không bán thì thôi nhá. Khi tôi đi chợ. Chị ơi, dép bao nhiêu vậy ạ? Giá của đôi dép này là 200.000. Chị nhập từ bên Đức về em nhá. Em gửi chị ạ. Ôi chết, chị nhầm. Đấy là giá của đôi này. Còn đôi này là 500.000 em nhá. My heart can't take this damage.